Tại xưởng 38 Cục Kỹ thuật Quân khu 5, Hội đồng Khoa học Quân khu tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài thiết kế chế tạo máy sản xuất nắp đế bắn súng tiểu liên AK. Đề tài do Trung tá Ngô Hồng Nhân, Giám đốc xưởng sửa chữa vũ khí 38 làm chủ nhiệm. Hàng năm, xưởng 38 Cục Kỹ thuật phải thay thế sửa chữa hàng nghìn đế bắn súng tiểu liên AK. Nhưng thời gian qua, do chưa được trang bị máy sản xuất nắp đế bắn súng, để làm ra thiết bị này hoàn toàn mang tính thủ công, phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp, tốn nhiều thời gian công sức, nguyên vật liệu. Từ thực trạng trên, đơn vị đã đề xuất và được quân khu triển khai nghiên cứu đề tài. Đề tài khi được áp dụng sẽ khắc phục được những khó khăn trong sản xuất nắp đế bắn súng tiểu liên AK trước đây tại đơn vị. Đồng thời có thể phổ biến nhân rộng đến các trạm sửa chữa cấp sư đoàn, các xưởng hoặc nhà máy. Từng bước tự động hóa hoàn toàn việc sản xuất các chi tiết phụ thùng thay thế cho súng pháo, đáp ứng tốt cho công tác sửa chữa và sản xuất các chi tiết dự phòng. Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe các ý kiến phản biện, nhận xét, các ủy viên hội đồng, Đại tá Trần Văn Lý đề nghị ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện để đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của xưởng trong thời gian đến.